Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao & Baguette, 714-617-5611. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng ta không còn nghi ngờ gì về cuộc chiến tranh leo thang giữa hai quốc gia siêu cường về kinh tế, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Phía Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu đã đưa ra một hàng rào thuế quan lên tới 25% tất cả các hàng công nghệ của Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Và trong đó gồm có một cái túi hàng 200 tỷ đô la và tương lai sẽ lên tới 323 tỷ đô la hàng hóa trong những đợt nhập khẩu vào lần tới. Tuy nhiên, phía Trung Quốc có thể nói rằng họ cũng không vừa gì và họ đưa ra một cái bản vào gọi là hàng rào thuế quan sẽ gia tăng lên tới 25% vào tất cả các hàng công nghệ của Hoa Kỳ và đặc biệt là hàng nông sản của Hoa Kỳ, bao gồm một kiện hàng 60 tỷ đô la. Và tất cả những sự kiện này sẽ có ảnh hưởng kể từ ngày 1 tháng 6 đối với phía Trung Quốc. Bây giờ thì hai bên vẫn tiếp tục đàm phán vào những kỳ họp sắp tới. Và như chúng ta đã biết, vào tháng 6 tới đây sẽ có một gặp gỡ của các lãnh tụ G20. Và theo lời của Tổng thống Donald Trump, sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa ông và ông Chủ tịch Tập Cận Bình. Và hy vọng sẽ đem lại một cái hiệu quả tốt đẹp. Nhưng sáng nay thì phía Bộ Ngoại giao của Trung Quốc chưa đưa tin chính thức. Và họ nói rằng Trung Quốc chưa có những cái tin chính thức về cuộc gặp gỡ tay đôi giữa ông Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Vậy chúng ta chờ xem sự kiện như thế nào. Như vậy thưa Xuân Kình, chung cuộc lại thì cuộc chiến leo thang giữa hai bên nó sẽ đã đem lại những cái điều gì? Thưa quý vị, thì Trung Quốc đã bán trả trong cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ và phố Wall Street đã có cú đánh đầu tiên. Chỉ số Dow Jones đã giảm 617 điểm sau khi mà Trung Quốc đã tuyên bố đăng tải thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu trị giá là 60 tỷ đô la của Hoa Kỳ và hơn 40.000 hàng hóa của Hoa Kỳ và được nhắm vào mục tiêu. Hầu hết trong số họ hiện mang thuế là quan là 25% và đã tăng từ 10% khi mà lần đầu tiên họ bị đánh thuế vào tháng 9 năm ngoái. Các mức thuế mới này đã để trả đũa lại việc tăng thuế đối với các hàng hóa trị giá là 200 tỷ đô la của phía Trung Quốc và được công bố vào tuần trước. Kính thưa quý vị, đó là sự kiện chấm dứt tạm thời bây giờ cuộc chiến tranh thương mại giữa hai quốc gia. Chúng ta chờ xem bên nào thắng bên nào, mèo nào cắn miêu nào và có thể nói ai là người chịu hậu quả nhiều cho cái cuộc gọi là chiến tranh leo thang giữa hai bên về vấn đề mậu dịch. Nhưng có một điều tất cả mọi người đều nhìn thấy, giá xăng chúng ta bị tăng lên, hàng hóa chúng ta mua có thể nói ở Costco, ở Walmart và ngay cả Home Depot cũng sẽ là gia tăng lên vì hàng rào thuế quan. Như vậy ảnh hưởng là những người tiêu dùng. Nhưng chúng ta hy vọng rằng cái điều mà chúng ta mong muốn là ngăn chặn được cái sự bành trướng và có thể nói không đúng vào cái thể thức cuộc chơi của tất cả những quốc gia trên thế giới này đối với Trung Quốc. Nhưng sự kiện việc trước tiên là những người tiêu dùng như chúng ta là những người sẽ chịu ảnh hưởng bởi một cuộc chiến tay đôi. Và phía chính phủ thì họ vẫn nhận thêm được tiền thuế nhiều thôi, đâu có gì đâu. Đó là một vài sự kiện mà chúng ta muốn theo dõi về trong những cái tình hình mà có thể ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta nhiều hơn. Đến bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi tạm rời Trung Quốc và Hoa Kỳ để chúng tôi đi đến một trong những sự kiện rất là quan trọng vào ngày hôm qua và hôm kia chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều tin. Kính thưa quý vị, đó là vụ phá hoại tất cả các tàu dầu ở trong vùng biển Oman. Đây là một trong những sự kiện liên quan đến vấn đề leo thang chiến tranh khi mà Hoa Kỳ ngày hôm qua đã hoàn tất toàn bộ cuộc gọi là thuyên chuyển cũng giống như đưa đến tất cả những sự sinh hoạt đặc biệt của hạm đội 5 Hoa Kỳ, khởi đầu một chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Và bên cạnh đó thì 4 chiếc máy bay phóng pháo cơ B-52 đã có mặt trong khu vực. Và đồng thời tất cả các khu trục cũng giống như cái tàu tuần dương đều có mặt trong vùng biển Iran để đối chọi lại một cái sự thách thức mà có thể bất cứ lúc nào cũng xảy ra chiến tranh. Điều mà người ta nói đến cuộc chiến tranh phá hoại tất cả các tàu chở dầu ở tại vùng biển Oman đã đi đến như thế nào? Theo tất cả các đánh giá của các nhà điều tra quân sự của Hoa Kỳ đã đưa ra một đánh giá ban đầu rằng Iran và các nhóm mà đã có sự hỗ trợ đằng sau một vụ tấn công phá hoại được cho là vào 4 tàu chở dầu ở vịnh Oman.
Tổng thống Donald Trump được hỏi về vụ việc hôm thứ Hai, ông đã cho biết đây là một vấn đề tồi tệ nhất đối với Iran nếu có chuyện gì xảy ra. Nhà Trắng đã ra lệnh cho một nhóm tấn công tàu sân bay của Mỹ và 4 máy bay ném bom B-52 tới khu vực này khi căng thẳng với Iran tăng vọt. Hình ảnh của các con tàu cho thấy thiệt hại rõ ràng ngoài một lỗ lớn trên một trong những chiếc tàu chở dầu, nhưng các quan chức Hoa Kỳ nói rằng mỗi tàu đều chịu thiệt hại tương tự. Dubai là một trong những tiểu vương quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập gồm có 4 chiếc tàu chở dầu neo trong vịnh Middle East đã bị hư hại bởi những gì mà quan chức Ả Rập Hoa Kỳ nói là các cuộc tấn công phá hoại. Mặc dù hình ảnh của các con tàu đã cho thấy thiệt hại rõ ràng đối với chỉ một trong số các tàu mà thôi, tuy nhiên về vụ phá hoại đối với 2 tàu của Saudi Arabia, một tàu chở dầu của Naui và một tàu chở dầu của Dubai vào ngày Chủ nhật vừa qua vẫn chưa được làm sáng tỏ và không có một quốc gia nào mà các tàu của họ có chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, thì hôm thứ Hai, các quan chức Mỹ đã nói với phóng viên an ninh quốc gia cấp cao của CBS News David Martin rằng đánh giá ban đầu của một đội Hoa Kỳ được gửi đến điều tra của các sự cố là các proxy của Iran và các Iran đã sử dụng chất nổ để thổi lên can trên các 4 cái con tàu. Các cuộc tấn công phá hoại và các chiếc tàu chở dầu của Saudi Arabia đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột có thể diễn ra bất cứ lúc nào giữa Iran và Hoa Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt mới của Iran và tuyên bố rút một phần từ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Chắc là quý vị biết Tổng thống Barack Obama, người tiền nhiệm của ông Donald Trump, đã có một cái thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015 với Iran. Nhưng sau khi nắm chính quyền thì Tổng thống Donald Trump cho thấy rằng Iran đã không làm đúng theo những cái tiêu chuẩn và có thể nói phần thiệt thòi về phía Hoa Kỳ, và ông đã đơn phương rút ra khỏi thỏa thuận của hạt nhân với Iran. Tuy nhiên, một vài quốc gia châu Âu và 5 cường quốc đã có mặt trong cái buổi ký kết này và họ đang còn có những cái dự kiến sẽ đi đến một trong những cái gọi là thảo luận mới với Iran. Tuy nhiên, tất cả các sự kiện mua dầu của Iran đã bị Hoa Kỳ đưa ra một loạt gọi là cái sự lệnh trừng phạt, và cái này đã có hiệu quả đến từ kể sau ngày tháng 3 vừa qua. Vấn đề mà chúng ta muốn nói đến là vấn đề Hoa Kỳ đã cho thấy rằng Iran không phải là một đối tác và có thể sống chung hòa bình với tất cả quốc gia trong khu vực khi Iran vẫn còn có những hành động đơn phương để làm giàu, tôi luyện thêm uranium và có thể nói phát triển các lò hạt nhân để đi đến một trong những quốc gia hạt nhân ở trong khu vực. Tuy nhiên, một trong những sự kiện mà hôm thứ Hai các quan chức Mỹ đã nói với tất cả các phóng viên và đặc biệt trong đó là có CBS như là Xuân Quỳnh đã đưa ra. Tuy nhiên, khi được hỏi rằng về việc Tổng thống Donald Trump được hỏi rằng các lệnh trừng phạt này mới khắc nghiệt về một quốc gia Hồi giáo có ảnh hưởng đến Hoa Kỳ hay không, thì Tổng thống nói Trump đã trả lời, đây là một vấn đề tồi tệ đối với Iran nếu tất cả những sự việc phá hoại có bàn tay của Iran nhìn vào. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng của Iran là ông Javad Zarif, là người hiện đang đàm phán với đồng cấp của ông ở Ấn Độ, đã nói rằng Hoa Kỳ leo thang một cách tình hình một cách có thể nói là không cần thiết, và chúng tôi không tìm cách leo thang, nhưng chúng tôi luôn luôn tự bảo vệ mình. Ông nói như thế với tất cả các phóng viên báo chí có mặt tại Ấn Độ. Và Hoa Kỳ đã cảnh báo các thủy thủ về khả năng các cuộc tấn công của Iran hoặc các nhóm ủng hộ mà gọi là những nhóm phá hoại trên tất cả các trục lộ giao thông trên biển. Điều đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã đưa ra một cái lệnh và ông cho rằng là tất cả các thủy thủ của Hoa Kỳ, mặc dù là tất cả các tàu buôn có mặt ở trong khu vực, cần luôn luôn cảnh báo. Hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ đã tuần tra ở khu vực ở biển Middle East, đương nhiên là miền Trung Đông, và hoạt động từ một căn cứ ở Fouras và đã có nhiều lần từ chối bình luận về tất cả sự gia tăng cường độ quân sự ở trong khu vực. Trong lúc đó, thì Arab Soviet tuyên bố với các cuộc tấn công phá hoại vào tàu chở dầu của họ là một trong những cái sự việc có chuẩn bị. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đương nhiên gửi 4 máy bay phóng pháo cơ B-52 đến vùng B-4 để chống lại các mối đe dọa được coi như là được xác định là đến từ Iran, và nhóm sân bay của tàu US Abraham Lincoln cũng đang tiến vào vịnh. Điều này thì Xuân Quỳnh cho thấy rằng tình hình càng ngày càng có thấy có nhiều dấu hiệu có thể xảy ra bất cứ lúc nào về một cuộc xung đột tay đôi giữa hai gọi là đối thủ đáng gờm. Mà bên cạnh đó thì chúng ta phải nói đến đó là sự gia tăng cường độ quân sự của Hoa Kỳ tại vùng biển Trung Đông. Đây là một trong những sự kiện mà chúng ta đang lo ngại, mà có thể nói rằng tình hình sẽ có thể biến dạng bất cứ lúc nào, thưa Xuân Quỳnh.
Đúng vậy, thưa quý vị. Vâng, nhưng mà thưa Xuân Quỳnh, trong lúc đó thì chúng ta phải nói đến một trong những sự việc mà người Việt Nam của chúng ta cũng phần nào chịu ảnh hưởng vào ngày hôm kia, và đặc biệt là ngày hôm qua, khi một luật sư người Việt bị nghi trong đường dây tổ chức hôn nhân ẩm giả ở Mỹ, thưa Xuân Quỳnh. Dạ đúng vậy thưa quý vị, luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang là một trong những 50 nghi phạm bị cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, viết tắt là ICE, bắt hôm 13 tháng 5 tại tiểu bang Texas vì có liên quan đến một đường dây tổ chức kết hôn giả cho người nước ngoài. Nữ luật sư gốc Việt 45 tuổi đối mặt với 20 năm tù vì bị buộc tội lừa đảo và âm mưu lừa đảo. Bà này cũng bị buộc tội cản trở cơ quan tư pháp và can thiệp vào nhân chứng với tối đa là 10 năm tù. Sau khi khuyên một trong những người tham gia đám cưới bỏ trốn, tránh đi bằng đường hàng không và ngừng cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, Nguyễn Lê Thiên Trang đã tốt nghiệp trường luật Nam Texas vào tháng 12 năm 2010, được cấp phép hành nghề luật sư ở Texas vào năm 2011 và chưa có tiền án, tiền sự nào. Theo tất cả thông tin trên trang web này thì Trang là một luật sư về di trú, kinh doanh, về tất cả vấn đề đầu tư quốc tế, đồng thời là chủ sở hữu kiêm chủ tịch của Torai Inc., một trong những doanh nghiệp xuất khẩu dầu khí ở Houston. Đây là một trong những trường hợp mà chúng ta đã thấy, có thể nói rằng dù chúng ta không có nắm bắt tất cả những cái gọi là cái dự kiện liên quan đến vấn đề đường dây tổ chức hôn nhân giả, nhưng ít nhất cũng chúng ta cũng nhận thấy rằng cũng có một vài vấn đề liên quan đến vấn đề đưa người từ ngoài nước ngoài vào Hoa Kỳ bằng đường dây gọi là kết hôn. Chúng ta không đi quá xa, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng nhìn nhận rằng sự kiện đã nói lên một cái tầm nhìn đối với cộng đồng người Việt chúng ta không mấy tốt đẹp. Quốc gia nào, người nào đến đây thì cũng có những cái sự kiện tiêu cực và có những sự kiện tích cực. Tuy nhiên sự kiện đã được bày tỏ một cách công khai khi tất cả các công tố viên ở tại Houston đã đưa ra một trong những cái bằng chứng và cho thấy rằng họ đang truy tố với một vị luật sư người Mỹ gốc Việt của chúng ta, thì có thể nói cũng là một trong những vấn đề không mấy tốt đẹp cho cộng đồng người Việt chúng ta. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong giây lát.